Kỹ thuật tạo trạng thái trong thôi miên là việc nhà thôi miên tạo ra trạng thái thôi miên cho người đồng cảm. Trạng thái thôi miên thì rất dễ hiểu rồi. Đó là một trạng thái mà tâm trí của một người thoát ra khỏi các tư tưởng, thoát ra khỏi sự ràng buộc của các suy nghĩ. Duy trì trong thời gian đủ lâu thì người ta sẽ ổn định trong trạng thái đó. Trong kỹ thuật tạo trạng thái, nhà thôi miên thường sử dụng sự tưởng tượng để hướng dẫn người đồng cảm đi vào một bối cảnh trong tâm trí. Ở trong bối cảnh này, nhà thôi miên sẽ hướng dẫn người đồng cảm tập trung vào cảm giác phát sinh trong bối cảnh. Trong bối cảnh tưởng tượng, nhà thôi miên kích thích năm giác quan trên cơ thể người đồng cảm. Từ đó, người đồng cảm hoàn toàn hiện diện ở trong bối cảnh mà nhà thôi miên yêu cầu. Giả sử, nhà thôi miên yêu cầu bạn tưởng tượng bạn đang đứng trên một bãi biển. Khi mà bạn tưởng tượng ra bãi biển, nhà thôi miên bắt đầu mô tả tiếng sóng, tiếng gió, mô tả cảm giác nước biển chạm vào chân bạn, mô tả ánh nắng ấm áp chiếu trên da, mô tả một cơn gió mát thổi qua da của bạn làm bạn cảm thấy dễ chịu. Khi mà bạn phát sinh ra cảm giác thì đó cũng là lúc mà tâm trí của bạn hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới khách quan. Bạn hoàn toàn hiện diện ở trong bãi biển mà quên mất đi rằng bạn đang ở trong thế giới thực. Và đó là lúc mà bạn đang ở trong trạng thái xuất thần. Bởi vì những gì nhà thôi miên tạo ra là sự dễ chịu, mà con người chúng ta thì luôn ưu tiên lựa chọn sự dễ chịu. Thế thì khi mà nhà thôi miên tạo ra sự dễ chịu thì ngay lập tức bạn sẽ có xu hướng cuốn vào trong sự dễ chịu đó. Không những thế mà bạn còn muốn sự dễ chịu đấy nó kéo dài và nó có xu hướng tăng dần lên. Chỉ cần sự dễ chịu nó được sinh ra thì việc làm nó tăng dần lên ấy, thì nó là điều đương nhiên nó tự động xảy ra. Bởi vì chúng ta không thể nào phân biệt giữa dễ chịu và dễ chịu hơn. Chúng ta chỉ phân biệt được dễ chịu và khó chịu thôi. Chúng ta chỉ có thể phân biệt được hai thứ đối lập nhau mà thôi. Do vậy chúng ta chẳng cần phải làm gì nhiều, mà chúng ta chỉ cần nói là thư giãn hơn, dễ chịu hơn. Thế thì cái sự dễ chịu nó tự khắc nó sẽ được tăng cường. Chúng ta chỉ cần duy trì sự dễ chịu đó thì tự khắc cái sự dễ chịu đấy nó sẽ có xu hướng tăng lên. Nhà thôi miên chỉ cần thành công biến cái sự dễ chịu thành đối tượng hấp dẫn nhất đối với người đồng cảm thì chúng ta sẽ thành công đưa người đồng cảm vào trong trạng thái xuất thần. Lý thuyết thì đơn giản như vậy, nó không hề sai. Nhưng đó là suy nghĩ hay niềm tin của những người học thôi miên theo cách cực kỳ máy móc và không có sự thực nghiệm. Bởi vì khi mà họ thực nghiệm đủ nhiều ấy thì họ sẽ nhận ra ngay một vấn đề. Đó chính là khả năng tưởng tượng của con người nó rất là kém. Người ta sẽ chỉ tưởng tượng ra những gì đấy nó quen thuộc, đơn giản và tạo ra sự dễ chịu. Bởi vì rất có thể họ không hiểu khái niệm tưởng tượng là gì. Họ có thể đặt câu hỏi rằng ủa, tưởng tượng là phải ra hình ảnh đúng không? Tại sao tôi cố gắng tưởng tượng mà nó chỉ có màu đen thế này? Họ phát sinh ra suy nghĩ. Họ nghĩ rằng họ không làm được những gì nhà thôi miên yêu cầu. Họ bị mất tập trung. Mà họ cũng không nói cho nhà thôi miên biết là họ bị mất tập trung. Bởi vì họ chỉ có nhắm mắt thôi, cho nên nhà thôi miên không thể nào biết được họ đang làm gì. Việc không hiểu bản chất của thôi miên dẫn đến một cái hệ quả là rất nhiều người chi cực kỳ nhiều tiền cho những khóa học thôi miên bên nước ngoài mà không có một tí hiệu quả gì so với người Việt Nam. Họ có những kịch bản thôi miên cực kỳ buồn cười mà họ không hiểu cái bản chất của cái kịch bản đó nó để làm cái gì. Và tôi gọi cái trạng thái do những cái nhà thôi miên đó tạo ra là trạng thái thư giãn để nói lên tất cả các cái tính chất của cái trạng thái mà do họ tạo ra. Họ chú tâm vào việc giọng đọc trở nên truyền cảm, nhấn nhá. Giọng đọc của nhà thôi miên trở nên rất là buồn ngủ. Và người thôi cảm nghe xong, họ ngủ luôn. Và họ gọi đó là chữ mất ngủ. Mà chúng ta nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, thôi miên không phải là ngủ. Thế thì chúng ta cùng quay ngược lại cái khái niệm tạo trạng thái. Tạo trạng thái nôm na là việc chúng ta hướng dẫn người thôi cảm chú tâm vào sự dễ chịu và biến cái sự dễ chịu đấy thành đối tượng hấp dẫn nhất đối với người đồng cảm. Vậy thì tại sao chúng ta không tạo ra sự dễ chịu luôn mà phải thông qua bối cảnh để làm gì nhỉ? Việc mô tả bối cảnh không phải là việc chúng ta viết văn hay như thế nào, mà là chúng ta phải hướng dẫn người đồng cảm phát sinh ra cảm giác ở trong bối cảnh đó. Thế thì tại sao chúng ta không tạo ra cảm giác luôn mà chúng ta phải thông qua bối cảnh để làm cái gì? Việc mô tả bối cảnh không phải việc là chúng ta mô tả một bối cảnh nó hay và nó chi tiết như thế nào, mà nhiệm vụ của việc mô tả bối cảnh ấy là khiến người ta hoàn toàn hiện diện trong bối cảnh đó. Và ở trong bối cảnh đó, người thuộc cảm phát sinh ra cảm giác. Khi người thuộc cảm tập trung vào cảm giác thì họ xuất thần. Thế thì chúng ta tạo ra cảm giác luôn thì nó có nhanh và hiệu quả hơn không? Ở trong video sau thì tôi sẽ nói chi tiết hơn về chủ đề này nhé. Đây là kênh học thôi miên cùng Tiến, nơi cung cấp cho bạn những kiến thức đúng đắn nhất về bộ môn thôi miên. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.